rồi chào anh em. Thì đây là con Vision 2019 ha. Thì cái hiện trạng của nó, thì chạy chạy lâu lâu nó hay bị tắt máy, đó, hay bị tắt máy, và mà nó bị nặng nhất là thường là đi chạy đường dài đó. Còn khi ngồi máy á, thì bật phá tắt phá đôi khi vài chục cái. Thì cái hiện trạng của nó dễ lắm, khi bị như vậy thì mình phải xác định được là nó bị chết bơm hay là bị chập buri hoặc là buri ha, chứ không phải cái bệnh nào cũng là cái đè ra thay bơm nha anh em. Thì cái đây là cái bơm của Vision chính hãng ha, đây là cái lỗi bơm Vision chính hãng đó. Thì mình khi mình thay vô trong đây rồi mình nạp phần mềm đồ này kia cho khách xong xuôi công cán luôn thì có thể là nằm ở khoảng tầm 600 nha anh em đó. Đây là cái lỗi bơm zin của Vision ha. Thì khi mà bây giờ anh em zin chìa khóa vô, anh em bật lên có thể là 10 cái 20 cái là nó sẽ không có bơm ha. Khi mà nó không bơm rồi anh em bật tắt bật 5-7 lần luôn nó không bơm, nhưng mà cái hồi nó bơm rồi anh em bật mấy chục cái nó mới bơm đó. Thì anh em phải xác định được cái này là cái chết bơm hay là nó bị cái nguyên nhân gì mà đề không nổ máy, chứ không phải cứ xe nào vô anh em cũng đề ra anh em thay cái lỗi này là không được nha. Đây là cái lỗi của nó đây, rồi chia sẻ với anh em vậy ha.